Em Chiến xin chào tất cả cô bác anh chị và tất cả mọi người đang xem video trên kênh Vĩnh Khoa Vlog ạ. Sáng nay thì còn có mỗi em Chiến thôi. Còn tối qua ấy, lúc đi xoay cua, hai anh em đi xoay cua xuống lán một lúc thì ở nhà gọi lên cho anh Khoa thì anh Khoa lại phải về từ tối qua rồi. Cũng hai anh em cũng vừa xuống được một lúc thì chưa kịp cơm nước thì anh Khoa lại phải về. Em Chiến ở lại thì sáng nay đi lấy một ít chuối với lại xem có thảo dược gì thì em Chiến lấy thêm. Sáng nay thì thấy trời cũng đẹp đẹp rồi mọi người ạ, không còn mưa như hôm qua nữa. Thì em Chiến đang tính là đi xung quanh đây thôi, cũng không dám đi xa bởi vì có một mình mà. Là cũng tính lấy một ít chuối hột về để phơi. Thì sáng nay em Chiến là tính đi quanh quanh đây lấy một ít chuối với lại xem có thảo dược gì thì lấy thêm. Thì còn anh Khoa thì về nhà chắc là có công việc gì đấy thì hôm qua thì cũng em Chiến cũng chưa kịp hỏi mọi người ạ. Nên thôi là sáng nay là em Chiến sẽ đi một mình nha mọi người. Đấy mọi người ạ, đi khoảng một lúc là em Chiến cũng gặp được một buồng đầu tiên trên này rồi. Hơi nhỏ nhưng mà em Chiến vẫn lấy luôn nha mọi người, bởi vì nó cũng già rồi ấy, nên là cái loại này nó sẽ gọi là mình lấy cái loại này ngâm thì nó sẽ cũng rất tốt, nên em Chiến sẽ lấy luôn nha mọi người, tuy hơi nhỏ một tí. Đây mọi người. Đây. Hơi nhỏ một tí nhưng mà nó cũng già rồi nên là em Chiến cũng sẽ lấy luôn nhá. Nãy em Chiến đi ở đoạn dưới này thì được có mỗi một buồng bé tí này thôi. Bây giờ em Chiến sẽ đi lên trên cao cao này một tí nha mọi người, xem có nhiều không. Ở dưới này ít lắm. Nếu mà đi lên trên này không có thì em Chiến sẽ quay lại em Chiến lấy một ít măng nha mọi người. Thì măng mùa này thì mưa nhiều nên là măng mọc cũng rất nhiều. Nếu mà không được chuối thì tí em Chiến sẽ quay xuống lấy măng về phơi cũng được mọi người ạ. Vì đi rừng mà. Không có cái này thì mình lấy cái khác thôi chứ. Giờ mà chờ có một thứ mà không không được thì đi xuống cũng khá là mất công và tiếc công mọi người. Đây, cho mọi người xem măng nhiều lắm. Đây. Măng mùa này mọc rất nhiều mọi người. Với lại cái ở cái khu này á, kiểu nó cũng nó xa nên là không phải ai cũng biết đường đi để mà lên mà lấy nên là nó mới còn nhiều đấy mọi người ạ. Mình vừa chặt được cái buồng này cũng được to to hơn tí mọi người ạ. Nhìn nó xanh vậy thôi nhưng mà nó cũng già rồi đấy mọi người. Thì em Chiến cũng sẽ lấy luôn nha mọi người. Đây. Cái hoa nó to ngọt lắm. Hoa chuối thì rất là nhiều nha mọi người nhưng mà em Chiến cũng không có lấy được hết bởi vì là nó có một mình nên là nó cũng nặng lắm mọi người ạ. Nãy em Chiến đứng ở dưới kia có thấy một buồng chuối. Nhưng mà nó màu đỏ nó rất đẹp nha mọi người. Thì
Em Chiến đoán chắc là cây này thôi, bởi vì có mỗi cây này là to nhất ở cái đoạn này thôi mà. Để em Chiến chặt xuống mọi người cùng xem nhé. Như là màu đỏ đẹp lắm. Màu tím mọi người ạ. Màu tím nhá. Nhưng mà nãy kiểu là đứng ở dưới kia nó có tí nắng rồi, em Chiến lại tưởng màu đỏ cơ. Màu tím. Đây cho mọi người xem. Đẹp lắm. Màu chắc là màu tím, màu tím. Rồi. Tím hơi đỏ đỏ một tí. Để xem nó già chưa. Buồng này cũng chưa già lắm mọi người ạ. Chưa già lắm. Đây. Em Chiến lấy được 4 buồng chuối này rồi, nhưng mà có 2 buồng thì nó vẫn đang còn chưa có già nha mọi người. Vì màu nó đang còn xanh nhé, nó chưa có thấm như cái buồng này thì là già hẳn lên này. Đấy. Nhưng mà em Chiến vẫn lấy 2 cái buồng kia về cho bố anh Khoa làm thuốc nha. Đấy, 4 buồng này thì cũng khoảng 17-18 cân rồi đấy mọi người ạ. Nặng lắm. Chuối mới được có nửa tải mọi người à. Nhưng mà chỗ này thì chắc cũng phải 17-18 cân rồi, chứ không ít đâu. Chắc em Chiến cũng chỉ lấy thêm 1-2 buồng nữa thôi. Nhưng mà lấy đầy cái chỗ này là chắc là cũng nặng. Nên là mình cũng chỉ lấy vừa sức mình đi lại cho nó dễ thôi mà mọi người.